Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản Telegram Premium nha. Thì đầu tiên các bạn hãy vào App Store hoặc là CH Play để cập nhật cái ứng dụng Telegram lên phiên bản mới nhất nha. Tiếp theo là các bạn hãy mở cái ứng dụng Telegram trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy truy cập vào một setting ở phía dưới ở phần này này. Mình sẽ chọn vào một setting này nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy chọn vào phần là Telegram Premium nha. Mình sẽ chọn vào cái phần này. Rồi ở đây thì nó sẽ có hai phần là 58.250 đồng một tháng và hàng tháng là 93.000. Thì tùy theo các bạn chọn nha. Ví dụ như mình chọn cái này luôn. Rồi thì các bạn có thể đọc những cái thông tin khi mà các bạn mua cái gói cước thì nó sẽ có những cái thông tin này. Ví dụ như dung lượng tải lên đến 4GB này và 4GB upload size này, thì các bạn khi mà các bạn trả phí thì các bạn có thể tải những cái tập tin có dung lượng lên tới 4GB luôn, hoặc là gia tăng tốc độ tải xuống cũng như là chuyển giọng đột, cũng như là những cái tính năng khác như là chuyển đổi giọng nói thành văn bản này, rồi bổ sung thêm nhãn dán và hiệu ứng thì các bạn có thể đọc nha. Thì sau khi mà các bạn tìm hiểu xong rồi á thì các bạn có thể nhấn vào cái phần là subscribe này. Ngay cái phần các bạn có thể nhấn vào phần này nha, phần ở dưới màn hình điện thoại đó, mình sẽ nhấn vào phần này. Tiếp theo là các bạn có thể thấy là mình sẽ nhấn vào đăng ký. Tiếp theo là mình sẽ nhấn vào đăng ký nha, mình sẽ nhấn vào đăng ký. Rồi các bạn hãy nhập mật khẩu cho tài khoản Google của các bạn nha. Rồi mình sẽ nhập mật khẩu vào. Rồi tiếp theo là các bạn nhấn vào xác minh nha. Mình sau khi nhập mật khẩu rồi thì các bạn hãy nhấn vào xác minh. Thì nếu mà trong tài khoản của các bạn có tiền á thì nó sẽ tiến hành thanh toán cho các bạn nha. Thì nếu mà các bạn chưa biết làm thế nào để có cái phí trong Google Play thì các bạn thì mình sẽ để video trong phần mô tả, thì các bạn có thể xem cái video đó để biết cách tạo tài khoản trên CH Play cũng như là mua những cái ứng dụng trên ứng dụng CH Play này nha. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.